Lăng nha bà con, đậu lăng hay đổ lăng nó cũng là một à. Nhưng mà tiếng đậu với tiếng đổ là tiếng Bắc tiếng Nam bà con thấy không? Có người gọi là đậu lăng, có người gọi đổ lăng. Nhưng mà ai không ăn được đậu lăng hay đổ lăng, đó là những người đang bị đầy hơi nè, bụng đang bị đầy hơi là không ăn được đậu lăng nha bà con. Chứ không nói trở ngại cho mình lắm á bà con à. Và nó chướng bụng nha, hoặc đã ăn nhiều chất xơ rồi thì không ăn được đậu lăng. Bởi vì đậu lăng nó có rất nhiều màu sắc khác nhau. Đậu lăng nó có đậu lăng đỏ nè, đậu lăng đen nè, đậu lăng vàng nè, đậu lăng xanh nè. Nó giúp cho chúng ta người có tiêu bón, táo bón thì cũng không ăn được đậu lăng nha bà con. Chất xơ, các loại thì cũng không ăn được đậu lăng. Nhưng mà bù lại đậu lăng nó rất là tốt cho sức khỏe của mọi người. Cho nên chúng ta nên ăn đậu lăng là nói là vậy. Đậu lăng nó ngăn ngừa được đầy ruột nè, đường ruột nè, ngăn ngừa được tim mạch nè. Đậu lăng á, nó ngăn ngừa được đường ruột, nó ngăn ngừa được tim mạch, nó làm giảm đột quỵ nè, nó lưu thông máu từ tim, dị tật bẩm sinh của trẻ nhỏ. Bà con thấy đậu lăng tốt ghê chưa? Thấy không? Nó giảm cân nè, đậu lăng nó làm mình giảm cân ổn định kg được. Nó làm cho tiểu đường bớt nè, hết nè, não bộ cơ bắp nè, bổ sung máu nè, hệ tiêu hóa, sơ vữa động mạch. Nhưng mà chúng ta ăn 60 gram một ngày, ăn 6 ngày là phải nghỉ một ngày bà con. Cho nên chúng ta phải ăn như vậy để nó mới tốt cho sức khỏe của mình nha bà con. Chứ còn nếu mà chúng ta ăn lung tung thì cũng được thôi, nhưng mà nó không được tốt, không vận dụng tốt. Cảm ơn bà con ơi.